Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung các phóng sự sẽ phát sóng trong chương trình truyền hình tuần từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2016. Phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ tham gia. Thông qua đó, đã động viên các tầng lớp phụ nữ hăng hái phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, năng động sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Phóng sự Phụ nữ Vĩnh Phúc dấu ấn một nhiệm kỳ phát sóng lúc 20 giờ 40 phút ngày 7 tháng 11 sẽ phản ánh nội dung này. Hiện nay, tình trạng ruộng đất nhỏ lẻ, manh mún, không đồng đều đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là khi đưa máy móc vào đồng ruộng. Do đó, việc quy hoạch lại ruộng đất để giúp người dân thuận tiện hơn trong sản xuất nhằm hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại là xu thế tất yếu. Phóng sự đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa phát sóng lúc 20 giờ 40 phút ngày 8 tháng 11 sẽ phản ánh nội dung này. Xác định nông nghiệp là hướng đi quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Huyện Tam Đảo đã tập trung nhiều nguồn lực tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất trên một đơn vị diện tích, từng bước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Phóng sự Huyện Tam Đảo đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp phát sóng vào 20 giờ 45 phút ngày 9 tháng 11 sẽ phản ánh nội dung này. Hiện nay, nhu cầu về thực phẩm sạch ngày càng trở nên chính đáng và cấp bách bởi trước nhiều thông tin trái chiều về thực phẩm bẩn, thực phẩm bị tẩm ướp hóa chất khiến cho niềm tin của người tiêu dùng về thực phẩm bày bán ngoài chợ ngày một suy giảm. Phóng sự Thực phẩm sạch nhu cầu từ thực tế phát sóng vào 20 giờ 45 phút ngày 10 tháng 11 sẽ phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.